ngàn hoa hương tỏa ngất ngây, chiều bàn tay dâng về mẹ đây, quyết theo chân mẹ trọn lành kính dâng lên mẹ, lòng thành tiến dâng lên mẹ.
Thương ngày giữa đời.
Bác ơi. Bay phải lại. Bay nhưng mà cứ đứng làm. Yeah.
tình yêu, ngọn lửa hồng tình mến sáng soi.
soi lòng con nên tinh trong, sưởi ấm lòng con luôn chung kiên hàng tình yêu và cây trong nơi mẹ muôn đời. Xin dâng lên tòa cao sang, ngọn nến hồng cháy sáng lung linh, ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa hồng tình mến sẵn son. Mẹ soi lòng con nên tinh trong, sưởi ấm lòng con luôn chung kiên hàng tình yêu và cây trong nơi. Dâng về mẹ yêu, mẹ
kết tràng hoa kính dâng lên, xin dâng lên nữ trinh muôn ơn, xin dâng lên nữ trinh dịu dàng, ngàn bông hoa nở tươi, xin dâng lên ngài mẹ trọn đời, muôn câu kinh dâng mẹ dịu hiền, ngày ngày tiếng dâng mẹ dâng lên nữ trinh muôn ơn, xin dâng lên nữ trinh dịu dàng, ngàn bông hoa nở tươi, xin dâng lên ngài mẹ trọn đời, muôn câu kinh dâng mẹ dịu hiền, ngày ngày tiếng dâng mẹ yêu. Đoàn rước chúng ta đi vòng hoa nhà thờ đi, không có rồi không có lối thoát. Các con trong hoa đứng lên đi. Nhà thờ đi cũng không có được thoát đâu, và còn rất đông. Đoàn rước chúng ta cứ đi một vòng nhà thờ đi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ sự sống, sự chết và sống lại của con một Chúa, xin cho chúng con được ơn cứu thoát đời đời. Chớ gì tâm niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh trinh nữ Maria, chúng con biết noi theo bắt chước những gương lành, để chúng con được hưởng nhờ những ơn lành Chúa đã hứa trong mầu nhiệm ấy, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy rất thánh Đức Bà Mẹ Đức Chúa Trời là Mẹ chúng con, nay chúng con tâm mình xin ơn cho mẹ rất nhân từ cho mình chúng con là thân xác sự sống cao kiều đàng và mọi sự thuộc về chúng con, nay chúng con cũng ngày nàng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong đất nước Việt Nam này. Về mẹ một chàng hoa xanh tươi và là đời ca chứa tình thương, đời con tiếng cao và dâng lên mẹ hiền, thương ngàn hoa dâng lên mẹ thương yêu, trong khi an vui con dâng lên mẹ tình yêu xin. Kính thưa cộng đoàn, cuộc cung nghinh Đức Mẹ của giáo xứ chúng ta giờ đây kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục vào trong nhà thờ để tiếp tục dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh để cầu nguyện cho giáo xứ cũng như cho mỗi người chúng ta.